Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời do đột quỵ. Sáng 4 tháng 3, thông tin ban đầu từ gia đình cho biết, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã đột quỵ và đột tử. Ông Trần Văn Minh, sinh năm 1967, quê quán Quảng Ngãi, là tiến sĩ kinh tế. Hiện ông giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa xã hội, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, gồm 18 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Đồng thời giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học đào tạo bồi dưỡng, thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ. Trực tiếp phụ trách vụ 3, cục 2, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, trường cán bộ thanh tra. Tháng 1 năm 2019, khi đang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Minh được điều động vào bổ nhiệm có thời hạn, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Trước đó, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ đơn thư, tiếp đảng viên và công dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.